Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được kính chào toàn thể quý bà con cùng toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi lên sóng cho anh chị em một con hàng ít tiền, nhỏ gọn, form dáng trẻ trung, thể thao và năng động. Một dòng xe mang đến sự chắc chắn, đầm chắc, bền, chạy khỏe. Và cảm giác lái của dòng xe này thì cực kỳ là sướng rồi, xe chạy rất bốc. Em giới thiệu với các bác, đây chính là một chiếc Ford Fiesta sản xuất vào năm 2014, số tự động với dung tích động cơ là 1.5. Xe thì được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Form dáng thì nhìn rất là trẻ trung, thể thao với cái mặt ga lăng đằng trước. Đấy. Thiết kế nhìn rất là đẹp nhá. Với cái cụm đèn pha thiết kế giống tựa một hình chiếc lá. Với những anh chị em nào mua xe về cho con gái này, phụ nữ này, bác nào thích sự trẻ trung này thì chúng ta có thể lựa chọn dòng xe như thế này, nó cũng nhỏ gọn, hatchback một đầu thôi. Và giá của em này trong tập tiền có hơn 200 triệu là chúng ta sở hữu một chiếc xe thuộc dòng Ford của Mỹ rồi, tôn vỏ rất dày, xe đi cực đầm xe, chắc xe, giá hơn 200 triệu thôi nhá. Sau đây thì em đi một vòng quanh xe cho anh em ngắm tổng thành về sơn si, form dáng bên ngoài này. Đấy, la răng thì sáng đẹp nhá. Em này thì biển Hà Nội, không Hà Nội 30A này, 5778, 3 con 7 1 con 8. Xe thì cam kết với anh em là không đâm xô va chạm hay tai nạn ngập nước, anh em yên tâm khi mà về cửa hàng test check thoải mái giúp em, bác cứ test thoải mái luôn giúp em nhé. Xe thì rất là đẹp rồi. Đấy, thì đây là phần sơn si ở phần bên phụ, sơn si bên phụ anh em có thể ngắm nhớ đây. Với dung tích động cơ 1.5 thì nó chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi, nhỏ gọn dễ dàng luồn lách. Với những anh chị em ở nội đô, nội thành, nội thị thì chúng ta sở hữu em này, chỗ để xe, đậu xe nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều so với những cái mẫu xe hạng cao cấp hơn như hạng C, hạng C hay là hạng D. Đó. Đẹp chưa? Quá đẹp rồi nhá. Xe thì rất là chất. Đấy là rằng có nhìn nó còn sáng như thế này. Kính trước thì dán phim hết rồi, dán phim chống nắng các thứ cho chúng ta rồi, và chỉ việc dùng thôi. Còn về mặt nội thất của xe thì nó cũng còn cực đẹp, với cái bộ ghế da màu nâu bã trầu, ghế da màu nâu bã trầu nhìn nó sạch sẽ, được chưa? Vệ sinh các thứ thì nó sạch sẽ, như màu trắng, màu trắng ta phải vệ sinh thường xuyên, được chưa? Đấy, ghế này nha, ghế sau này các thứ nó vẫn còn nguyên bản cho xe này các bác nhá. Đây, ghế này vẫn nguyên bản cho xe này, được chưa? Em này thì cũng đã lên cho chúng ta là cam nùi rồi, cùng với cái màn hình giải trí Android cỡ lớn thì đây cũng đã lên cho chúng ta. Về nói chung chỉ việc dùng thôi. Vô lăng củ số còn rất là đẹp nhá, vô lăng vẫn còn cái ốp da bên ngoài. Đây này. Đấy, vô lăng nó vẫn còn cái ốp da bên ngoài, chúng ta có thể mở giãn được. Nhìn nó giữ rất là mới. Các bác nhìn những cái phím số ở đây này, rồi những cái vân nhựa này. Xe nó còn rất là đẹp nhá. Xe rất là đẹp, rất là tươi xe luôn. Táp ly, táp lô, vân gai nổi đẹp. Em này thì cái màn hình giải trí về các bác lắp thêm cái sim ấy nhá. Lắp thêm cái sim 4G nữa chúng ta sử dụng như điện thoại thôi. Lên mạng xem YouTube, xem phim, xem cả bóng đá được. Xem cả bóng đá được, nó như cái điện thoại thông minh của mình rồi. Đấy, là về phần nội thất. Đây các bác nhìn này, thêm những cái phần táp ly cánh cửa. Thì đây là cái ghế, cái da này cũng là da zin của nó này. Đấy, da zin đây. Những cái phần chrome này nó không bị bạc, nhà màu. Đấy. Dòng này thì nó cũng rất là bền rồi. Về độ đầm chắc xe thì Ford chắc chắn là nó sẽ đầm chắc hơn trong những cái dòng xe phổ thông. Về chất lượng thì chúng ta nhìn giúp em là cái phần chỉ này. Đấy, nhìn giúp em là cái phần chỉ đấy nhá. Thấy chưa? Những cái đường nét này, đường chỉ này, nó còn nguyên si, nguyên si nguyên bản cho đến phần bản lề các thứ. Đây những cái phần bản lề trên cột, thì cái phần keo này, keo đây nhá, keo nó vẫn còn nguyên si này, keo nhà máy nó vẫn còn nguyên si đây. Đấy, bản lề trên như bản lề dưới này, phần keo nhà máy là nó còn nguyên si, nhưng mà nguyên si nguyên bản. Cột keo, keo chỉ zin xe thì toàn chọn xe cẩn thận cho các bác, chọn xe chất lượng thì rất là cẩn thận cho chúng ta. Đi về cánh đằng sau, ở bên phụ thì tương tự, chúng ta nhìn về cái mặt táp ly trước này, sau sau đó là đến phần chỉ này. Nhìn chung thì một con xe ít tiền, nói chung nó có hơn 200 triệu ấy thôi. Ra là về phục vụ gia đình thì lại là số tự động nữa,
quá hợp lý cho anh em rồi. Với những anh em mà ta vừa vừa tiền, nói chung là vừa vừa tiền so với tầm kinh tế trong tầm khoảng hơn 200 triệu. Lùi 300, đấy, hơn 200 lùi 300 trở lại. Thì chúng ta có thể tham khảo với dòng xe này cho em để phù hợp đáp ứng mọi loại, gọi là đáp ứng mọi khách hàng nhé, đáp ứng mọi khách hàng, khách hàng nào cũng có thể là đáp ứng được, cũng có thể mua được xe ở cửa hàng của Dũng Audi. Ở đây thì đây là màn hình nguyên bản của nó này. Đấy, cái nguyên bản của nó thì em thay cái màn hình vừa đấy, thay cái màn hình Android cỡ lớn nhá. Bây giờ cái màn hình nguyên bản đây, bác nào thích thì cho luôn. Bác nào mà thích cái màn hình nguyên bản của nó thì em cho luôn. Em để thì cũng chả làm gì. Cho đến những cái phần chỉ trong thì chúng ta nhìn này. Đấy, về phía đằng sau nhá, phần chỉ trong các thứ thì các bác nhìn những con bu lông. Những con bu lông, con vít. Đấy. Bu lông rồi vít vặn nhìn nó đẹp chưa? Rất là đẹp rồi nhá. Bu lông vít vặn của nó thì cực kỳ là đẹp rồi. Ở đây thì chúng ta nhìn những cái bên máng nước này. Đấy, form dáng chuẩn, form chuẩn dáng, không có hiện tượng lệch nào gì về form hay là về dáng, cực kỳ là chuẩn form với cả chuẩn dáng luôn. Đây hai bên máng nước. Đó, nhìn nó cân chặt nhau luôn. Đấy chưa? Rất là cân nhau. Cốp thì dòng xe này thì chắc chắn là nó cũng tương đối để cho chúng ta về phục vụ gia đình, đi đâu chơi, đi công tác thì cái cốp này chúng ta có thể để được cỡ khoảng hai cái vali cỡ lớn, nhưng và một số cái đồ lặt vặt nữa thì chúng ta vẫn còn có thể để thêm được. Chúng ta vẫn để thêm được. Sau khi mà để được hai cái vali cỡ lớn thì đồ chúng ta vẫn có thể để thêm được nhá. Đấy. Đây là về độ rộng của cốp. Ở đây các bác nhìn những cái logo của Ford các thứ nó còn nguyên đây. Đấy, thấy chưa? Xe thì nhìn còn rất là tươi xe. Và đi sang phần thân bên lái này, chúng ta sẽ mở luôn hai cái cánh cửa bên lái ra, bên này thì cũng dán hết cả đấy rồi. Dán hết phim rồi, dán phim chống nắng hết rồi. Đây các bác nhìn này, dán hết phim rồi nhá. Ở đây thì tương tự chúng ta sẽ nhìn cho em về cái phần chỉ trước này. Đây cái phần chỉ này chúng ta nhìn này. Thấy chưa? Đấy, đường keo, đường chỉ các thứ này. Rồi về mặt táp ly này. Đấy, tương tự về mặt táp ly đây. Thấy chưa anh em, nhìn thấy chưa? Tương tự về cái mặt táp ly. Thì nó cũng như cánh bên kia thôi. Nó cũng tương tự là nó còn rất là mới. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần ốc rằng này. Các bác sẽ nhìn thấy ốc rằng nó còn nguyên màu sơn đấy nhá. Ốc rằng cửa này nó còn nguyên xi màu sơn. Bên trên kia thì em sẽ quay phần keo với cả phần ốc cột ở bên lái để cho chúng ta xem nè. Cột keo, keo chỉ nhá. Đây là phần keo, phần chỉ rồi. Chỉ rồi ốc rằng cửa này. Ở đây thì tương tự chúng ta sẽ có cái phần keo nhà máy bản lề trên và keo bản keo nhà máy ở cái bản lề dưới. Đây. Đấy, keo nhà máy nó còn nguyên xi. Đấy là về phần cột. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lên cái phần táp ly cánh đằng trước bên lái. Đây, táp ly cánh bên đằng trước bên lái chúng ta nhìn đây nhá. Và chỉ trước thì cũng tương tự thôi. Đấy, chỉ trước thì cũng tương tự. Thấy chưa? Ok chưa? Đấy. Rồi. Đến những cái chi tiết tiếp theo thì những cái vân nhựa này chúng ta nhìn này. Keo kia của nó vẫn còn nguyên đấy nhá. Keo nhà máy ở trên cái bản lề kìa. Nhìn nó vẫn còn nguyên đấy. Ở đây thì chúng ta nhìn này, những cái vân viếc này, nó nổ đều chưa, vân gai nổ rất đều này. Xong đến là vô lăng này. Vô lăng cái này là cái ốp của nó nhá. Cái vết ốp thôi. Nên nó giữ được cái vô lăng ở cái mạn này này. Đấy, vô lăng có nhìn nó rất là đẹp nhá. Vô lăng con này còn rất là mới nhá. Có túi khí an toàn trên khoang lái đầy đủ chúng ta rồi. Đấy, con này có hơn 200 triệu thôi nhưng mà về độ chất của xe, về độ đầm xe, về độ chạy sướng thì thực sự nó đáp ứng nhu cầu cho anh em rất là cao nhá. Bây giờ chúng ta vào bên trong phần khoang động cơ. Ở bên trong một khoang động cơ thì chúng ta có thể nhận thấy này, nó khô ráo nhá, khô ron, khô ráo, không có cái hiện tượng là chảy dầu hay là chảy mỡ nhá, khô ron luôn, không có hiện tượng chảy dầu hay chảy mỡ, đấy, khô đét luôn nhá, không hiện tượng chảy dầu hay chảy mỡ rồi. Về máy móc này,
Chúng ta nhìn những con ốc chân máy này. Đấy. Bây giờ những con ốc chân máy nó còn rất là đẹp nhá. Máy móc thì nó khô đét rồi, khô roang luôn rồi. Không có cái hiện tượng chảy dầu hay chảy mỡ. Đấy. Nhìn được chưa? Máy móc rất là gọn gàng. Xe này sạch sẽ rồi, gọn gàng đẹp đẽ, ốc cabo chưa mở nhá. Đây. Ốc cabo đây chúng ta nhìn này. Ốc cabo vẫn còn chưa mở này. Thấy chưa? Cabo vẫn còn chưa mở luôn. Đấy này. Trong kiềm nhàng nhàng thôi, tầm hơn 200 mới thôi. Là chúng ta có một con Ford Fiesta 2014 rồi. Đây là phần chỉ trong các thứ này. Hơn 200, 300 nùi là anh em có xe đi. Đấy, ok chưa? Xe này nó đẹp, chất lượng rồi, quen hết chúng ta rồi. Phần cột kèo, keo chỉ các thứ là quay đầy đủ tài tặng cho anh em. Vâng, và như vậy thì em đã review xong cho chúng ta một chiếc Ford Fiesta 2014 số tự động với dung tích động cơ 1.5, một xe với mức tiền vừa phải, ít tiền thôi, hơn 200 triệu, 300 triệu lùi là chúng ta có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Và quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi qua số hotline là 0855 966 966, hoặc đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe, chạy thử xe nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.